Là bữa sáng rồi đó hả? Hay là bữa trong ngày luôn? Hay là bữa chính luôn á hả? 150 is the medium size, right? Medium size. 150 is the medium. 200 is the biggest. Yeah, the big. You want 200? No, no, no. This is the. Mình ăn cái này trước được không ta? Ô, trời. Ăn trước khi uống được không?